Hello, xin chào các anh em. Hôm nay mình xin phép giới thiệu với các anh em về hai cái bộ loa ba đường tiếng. Nhưng mà sau lưng hôm nay thì là sẽ là có một cái series riêng dành cho cái nâng cấp âm thanh với mức chi phí dưới 15 triệu ha. Thì dưới 15 triệu thì chúng ta chắc chắn là không thể thiếu sub rồi. Sub ở đây thì mình giới thiệu với các anh em Mosway. Đây là cái loa tiếng ca, lời ca tiếng hát. Thì hai cái giải âm này lúc nào cũng thiếu. Thì ở đây mình có thể tùy chọn một trong ba cái loa này. Nhưng mà hai cái loa này thì của thương hiệu Quỷ ha. Thì về chất lượng âm thanh cũng như là về cái độ đẹp hoàn mỹ về cái sản phẩm á, thì nó sẽ tốt hơn ha. Thì đây là cái combo khoảng 10 triệu. Nếu mà có điều kiện hơn chút thì cái này rơi khoảng độ 4 triệu nữa. Vẫn dưới 15 triệu. Cái này mình nói xong. Hello, xin chào các anh em. Hôm trước là mình có quay một cái video về mấy bộ loa. Thì có nói về cái này là để nói sau. Thì đây thứ nhất là đây là ba cái loa toàn giải nhưng mà nó thiên về cái hướng trung âm. Thì trước giờ thì mình làm DB chắc anh chị em đã biết rồi, loa này lắp đặt xong hết khoảng 2.8 triệu, giá loa thì nó không tới 2.8 triệu đâu. Thì cái loa DB thì nó hơi thô, chất lượng âm thanh thì cũng ok ha. Nhưng mà về sau này thì khách hàng mình thích nhỏ gọn và đẹp hơn ha. Thì cái loa đáp ứng được cái yêu cầu đó thì ở đây có hai má. Hai má này là đến từ thương hiệu của Ý ha. Stack và len. Thì em quay chủ yếu vào loa thôi. Đây, em có thể thấy này, cái thiết kế của loa stack rất là đẹp, nó đẹp hơn ha. Về bởi vì nó cũng có cái cốc ha để tắp lô nhưng mà nó gọn hơn ha. Và nó có vẻ là đa nhiệm hơn ha. Stack này. Loa toàn giải. À, thiết kế rất là đẹp. Chi phí dành cho những cái bộ loa step hay là away này nó rơi vào khoảng độ là 4.500.000 đồng cho một cặp ha. À, mình có thể mình lắp, mình có thể mình đặt trên táp lô đơn giản thế này cũng đẹp này, đặt như thế này trên táp lô, dán trên táp lô thôi, hoặc là mình bỏ vô cốc ha, bỏ vô cốc này cũng rất là ok. Đặt táp lô giống như DB ha, hoặc là chúng ta có thể là âm thẳng vào trong cái cột chị A đây. Và bên cạnh đó thì có Away, Away cũng của Ý luôn ha. Hai thằng này nó chung một cái nhà máy. Và nhưng mà có hai cái trường phái nó khác nhau. Và hai sản phẩm này nó bán cho châu Âu cũng khá là nhiều ha. Đây là Away, tương tự thôi. Thì chi phí thì nó rơi vào khoảng độ 4 triệu rưỡi cho cả hai mã giống y hệt nhau à. Nó khác cái nhau một tí xíu. Thì đây là để nó bổ sung cái trung âm. Thì anh chị em cũng đã biết rồi, thì bây giờ mình xin phép đóng này lại ha. Giới thiệu cho các anh chị em mình cái subwoofer. Subwoofer của Sway. Cái subwoofer này nó bán bên Mỹ á, ở bên Mỹ đang bán cái subwoofer này với giá là 410 đô. Nhưng mà giá Việt Nam đang rất là rẻ, rơi vào khoảng độ 6 triệu đồng. Subwoofer sub rất là nặng ha. Cái sub này nó rơi vào khoảng độ 6-7 kg á, tầm đấy, mình nhớ không lầm là 6 kg. Đây nó rất là gọn. Cái đặc tính của cái sức này á là thứ nhất là nó gọn, có thể đặt ở được nhiều vị trí. Thì sau cái video này mình sẽ cho một cái video test thử loa. Thì cái với cái sức Sway đấy mình lắp ở trên một chiếc Corolla Arctic ha. Đây sức rất là gọn, rất là nhỏ gọn. Cái này nó 6.5 inch. Sức này được cái là đánh rất là mạnh. Cái công suất của nó là 300W RMS. Thì với cái sub nhỏ gọn như thế này nó đánh rất là ok đó, rất là sâu. Nói chung là về cái độ dày của âm bass á, thì nó thằng này rất là gọn, tín nó mềm nhưng mà gọn. Thì nó chơi đa thể loại, nói chung là nghe nhạc phù hợp, nghe nhạc sạc mình có thể mình nghe đa nhịp được. Còn ví dụ anh chị em nào thích cái độ dày có thể là lắp hai cái, một cái bên tài, một cái bên phục cũng rất là ok. Đây, rất là nặng ha, rất quay, rất là gọn. Thì combo căn bản của chúng ta là Super Sway và loa thì nó rơi vào khoảng độ 10 triệu rồi. Bởi vì khi mà lắp đặt tại Thuận Lý thì luôn có mức chiết khấu một tí hỗ trợ cho khách hàng. Thứ nhất là nếu mà lắp loa này thì hỗ trợ về công lắp phụ kiện này. Cũng này hỗ trợ hiện tại đang có chương trình giảm giá khoảng độ 10%. Thì combo này khoảng độ 10 triệu là xong xuôi hết rồi. Thì để mà nó hoàn mỹ hơn, nó nghe nó mượt hơn, từ ví dụ của dạy âm tần tre về mid ha, kéo xuống mid bass và sub,
thì hiện tại là sub và mid là đã lắp thêm rồi. Thì bây giờ muốn đều hơn một tí thì chúng ta có thể là tham khảo một loa Mixway MC62 của nhà Mixway ha. Thì với cái loa này của Mixway á, đang bán lên Mỹ là khoảng độ 250 đô, khoảng độ 6 triệu. Mà giá Việt Nam rất là rẻ, là khoảng 4 triệu thôi. Thì nếu lắp loa này thì cũng có mức chiết khấu tương tự, công lắp phụ kiện hoặc là giảm giá cho quý khách hàng. Thì đây là cái loa của nó. Cái loa này nó khá là phù hợp ở cái chỗ là cái công suất của một bên như thế này là 100W RMS. Thì tương ứng là cái chép này chép lụa em chép lụa nên tiếng nó sẽ rất là hay và nó không bị chói, nghe tạp, nghe nói chung là nghe đa thể loại. Thì sự ra Việt Nam mình nghe đa thể loại. Cái mid bass này thì cái gân loa nó cũng hơi mềm ha, màn thì màn poly ha, màn poly thì tiếng nó cũng rất là ok rồi ha. Một combo bốn loa là 4 triệu đồng, tính ra vị chi khoảng 1 triệu một cái, nhưng mà tiếng trep nghe rất là ngon và rất là chi tiết. Mid bass thì nó tiếng nó hơi mềm một tí, rất là lực ha. Cụ từ này ok ha, cụ từ này thì chỉ có 30W thôi, cái này 20W rất là phù hợp cho những anh chị em mình nên cấp căn bản rồi. Thì sơ lược qua mình giới thiệu cho các anh em về cái bộ loa trong tầm giá dưới 15 triệu chúng ta nên nâng cấp cái gì nha. Cũng rất là mong quý khách hàng ủng hộ cửa hàng Thuận Ý, hãy mà like, share video hoặc là có thể là contact với bên Thuận Ý Quảng Ngãi để mua hàng. Thì luôn luôn có một cái mức giá rất là hợp lý, chiết khấu dành cho khách hàng khi mua gửi xe thì nó là khoảng độ 15-20% gì đấy, thì có thể là liên lạc với chúng tôi nhé. Mình mới thân ý chân thành cảm ơn nha em. Và chúng ta sẽ có một cái video test nhạc và cái vị trí lắp đặt của loa Mixway, loa cánh cửa và một cái loa của hãng Stax. Chân thành cảm ơn. Hello anh em, hôm nay sẵn mình có một cái chiếc xe Corolla tức đời 2010, thì vừa mới nâng cấp cái cấu hình âm thanh căn bản luôn dưới 15 triệu, nhưng mà nó thay đổi gần như là toàn bộ. À, đây mình xin giới thiệu với các anh em thôi, em tới đây. Thì như mình đã nói thì cái combo căn bản của nó thì nó sẽ bao gồm là em quá đấy nhanh lý. Ở đây thì chắc chắn là không thể thiếu, đây là loa trung âm toàn giải step của Ý, em có thể zoom ra cho khách hàng xem. Thì sẽ bao gồm một đôi loa nhưng mà mình đã đóng vào trụ chị A cho đẹp luôn ha. Và cái combo căn bản là hai đôi loa toàn giải là 4,5 triệu này. Ở dưới này là cái sub Mixway của Đức. Cái sub Mixway này tiếng rất là mềm và nó rất là sâu. Lắp ở vị trí như thế này, tiếng nghe rất là hay ha. Thì ngoài ra thì hôm nay mình có nâng cấp thêm cho anh một cái giải âm. Giải âm là chỗ này. Step loa Mixway dòng MC62. Một bộ này là đang bán ở bên Mỹ là 250 đô, rơi vào khoảng độ 6 triệu. Thì giá Việt Nam là rất là rẻ, khoảng 4 triệu thôi. Thôi bây giờ mời em cùng là lên xe và mình cùng trải nghiệm âm nhạc. Thì em đóng cửa đi. Thì thông thường thì mình có thể thấy là khi đi trên xe thì nó không có choáng tầm nhìn. Thì về cái chất lượng âm thanh này nó cải thiện. Trước đây là cái tiếng trung âm với tiếng ca nó nằm dưới đây, thì bây giờ tiếng ca ngang tầm mắt và cái giải âm nó sẽ đều hơn ha, và nghe ấm áp và hay hơn. Mình ví dụ đây sẵn có cái bài này cũng rất là hay của anh Vũ, cùng thưởng thức nha các anh em. Nhiều điều vẫn vương đôi mắt xưa con đường buồn theo vết thương.
thì nó cũng hơi yếu. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái chất lượng âm thanh của nó cải thiện rất là nhiều đối với cái bài hồi nãy. Nói chung là tới giờ phải đi giao xe cho khách rồi. Nói chung là cũng rất là mong các anh chị em mình ghé thăm Thuận Ý và ủng hộ chúng tôi. Thì với cái combo căn bản chúng ta có thể đã biết là một đôi loa Stead của Ý 4,5 triệu, một cái Submersway của Đức thì giá là 6 triệu, trước đây giá của nó là 5 triệu. Thì với một cái combo căn bản như vậy nó rơi vào khoảng độ 10 triệu rồi. Thì để mà nghe nó đều hơn, nó hay hơn thì chúng ta có thể là nâng cấp đôi loa cánh cửa trước của Musway. Với cái chép nó làm bằng lụa nên là tiếng nó không có bị chói khi chúng ta nghe đủ thể loại nhạc. Mid bass thì tiếng nó cũng hơi mềm một xíu, thì nó sẽ hòa nhập với lại cái sub ha. Nó sẽ đều hết cả 4 dải âm tần thì chúng ta nghe nó rất là thú vị và thoải mái. Thì một lần nữa chúng tôi kính chúc quý khách hàng của chúng tôi một cái ngày nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng và năng lượng tốt nha. Chúng tôi trân trọng cảm ơn. Và sau đây tôi xin phép mở một cái ca khúc. Nãy giờ nó hơi trục trặc mạng tí, nghe lại cái ca khúc này rất là hay. Cô cũng đã trôi hết đi qua bao tháng năm anh với em. Lúc gặp nhau còn tìm nói không nên lời. Khi thời gian trôi như mây bay về trời, theo giấc mơ đầy đê rồi mong người ta chúng đôi. Anh sẽ nhớ mong một người là chính em, sẽ nhớ thương thật nhiều điều vương vương. Đôi mắt xưa con đường buồn theo vì thời gian đã hóa tan theo làn sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể cứu cớ. Hay rồi, tôi nghe thử một cái bài mới ha. Thường là nhạc rap hay là những cái nhạc trẻ bây giờ là chúng ta nghe nó rất là nhanh, tiết tấu rất là nhanh. Chẳng nói một lời. Anh em đã xem qua video này, mình xin phép đóng video lại để giao xe cho khách. Khách cũng hơi vội, hứa hẹn là anh khách này mình sẽ tư vấn thêm có một cách âm cả xe để chiếc xe êm ái và dễ chịu hơn thêm và hay hơn nữa nhé.